Hai tất cả mọi người nghe. Hôm nay laptop 123 nhân dịp về một cái model mới nên giới thiệu đến mọi người. Có một em này là rất là thịnh hành và đang rất là hot luôn các bạn. Đây mình sẽ đem ra một em và giới thiệu đến các bạn nha. Hiện tại em này bên mình về rất là nhiều nha. Mấy ngày nay thì mình có về cái dòng đeo Virtual 5510 rồi 5410, thì 5 năm thì nó là 15 inch, 54 thì nó 14 inch. Và nhu cầu của nhiều bạn thì thích mỏng nhẹ hơn một xíu và đẹp hơn nữa, thì hôm nay laptop 13 lại về được cái dòng đó là đeo Virtual 5310. Đó. Các bạn lưu ý là ví dụ như là đeo là nó quy định là ví dụ 53 nó sẽ 13.3 inch và 54 là nó sẽ 14 inch và 55 thì nó sẽ là 15.6 inch. Đó. Thì tùy nhu cầu cũng như là mục đích sử dụng thì các bạn chọn 13 inch, 14 inch và 15 inch cho nó phù hợp nhu cầu các bạn nha. Thì riêng laptop 13 đang giới thiệu đến các bạn đó là con đeo Virtual 5310, hàng chính hãng của DG World phân phối nữa các bạn. Đây các bạn nhìn vào cái cấu hình sơ bộ của em nó nha. Cái em này nó đặc biệt lắm các bạn. Cái chip là chip mới các bạn. Chip chip là chip tốc độ cao luôn. Đây các bạn này. Cái tên máy là Dell Virtual 5310. Đây các bạn sẽ bất ngờ với cái chip luôn là i5-11320H. 5510, 5410 là nó chỉ có 11300H thôi. Còn riêng con 5310 á, nó sẽ là 11320H. Đó. Tốc độ nó cao hơn con kia một bậc. 11300H tốc độ tuột bo nó chỉ là 4.4 thôi các bạn. Còn con này tuột bo là 4.5. Đó. Hơn nhau 1%. 10%. Màu Titan Ray Iridse Graphite. Đó. Em này thì RAM nó xài 8GB DDR4 bớt 4267 các bạn, bớt tại vì nó on board cho nên tốc độ bit nó sẽ cao hơn. SSD 512. Đó. Và đặc biệt em này á là nó có cái màn hình Full HD các bạn. Full HD cộng. Đó. Full HD cộng. Rồi, mình sẽ bóc em này ra cho các bạn coi nha. Em này thì nó sạc bằng Type-C luôn bạn, sạc bằng cổng Type-C luôn, sạc nhanh luôn, đấy các bạn. Đây là sạc bằng cổng Type-C, sạc nhanh nha. Từ sáng giờ là hôm qua là có rất là nhiều bạn hỏi là tại sao là con Dell Virtual 5310 nó nhỏ hơn mà sao là nó lại mắc tiền hơn con 15 inch. Đó. Thực ra là các bạn biết là không phải là cứ to hơn là nó sẽ mắc tiền hơn nhỏ đâu bạn. Nhiều bạn hỏi mình cũng không biết trả lời ra sao. Tại vì nó phụ thuộc vào cái cấu hình bên trong nữa các bạn. Không phải cứ to hoặc nhỏ hơn là nó sẽ mắc tiền hơn, mà nó phải phụ thuộc vào cái cấu hình và chất lượng bên trong. Đây các bạn. Trước mắt các bạn là chiếc Dell Virtual 5310. Đó. Em này thì cái màu này nó màu bằng Titan Ray các bạn, màu ray màu xám nè, cái màu này bằng màu xám. Đó. Nó màu bạc cũng rất là khó, mà màu xám cũng khó hiểu các bạn. Đó, cái màu nó là như vậy đó, thực tế là vậy luôn các bạn. Đó, chất liệu em này làm bằng nhôm nha các bạn. Nhôm nguyên khối mặt này luôn nha. Đó. Ok, để mình xoay qua bên trong cho các bạn coi nha. Đây là bên trong này thật sự với là màu xám thật sự nè các bạn. Đó. Đẹp quá các bạn ạ. Em này đặc biệt một cái là nó đạt chuẩn Evo luôn nha các bạn. Đây. Đạt chuẩn Evo luôn. Đó. Mà như các bạn biết là để mà được có một cái tem chứng nhận đạt chuẩn Evo á, cũng rất là khó nghe các bạn.
Thứ nhất là nó phải đạt đủ điều kiện là pin này kia lắm, pin rồi pin quan trọng là cái pin, pin em này rất là lâu nha, xài rất là lâu nhá. Đạt chuẩn Evo thì các bạn biết là pin xài có thể 7 8 8 8 9 tiếng. Đây là cái chứng nhận là ánh sáng xanh nha các bạn, chứng nhận là không hại mắt này các bạn, không có ánh sáng xanh. Đó. Em này là vẫn có bảo mật vân tay các bạn, bảo mật vân tay. Đây là nút bảo mật vân tay nữa các bạn. Đó, có đèn bàn phím đầy đủ luôn nha. Đó. Đó, đèn bàn phím rất là sáng. Sáng quắc luôn các bạn. Em này đúng là sự tuyệt vời các bạn. Ok, để mình cho các bạn xem cái cấu hình của em nó nha. Đây. Mình sẽ chỉ vào cấu hình cho các bạn coi nè. Cái chip này 11 gen này, Core i5 11320H đó. Tốc độ là 3.2 nè. Tụt bo lên là 4.5. Đây nó là tụt bo là 4.5 các bạn. Nó từ 3.2 mà lên 4.5. 4 nhân các bạn, 4 nhân nha. Nó là 4 nhân nè. Đó. 4 nhân à, 8 4 nhân sẽ là 8 luồng xử lý các bạn. Và em này xài 80K thôi. RAM thì đây các bạn, RAM thì nó chạy là đua RAM. Nó chạy đua RAM cho nên là nó sẽ chạy được card Iris Xe các bạn. Cái em Dell Virtual 5310 á thì RAM của nó là RAM on board các bạn, không nâng cấp được nha. Các bạn lưu ý. Con 14 inch và 15 inch á thì nâng cấp được, còn con 13.3 inch là không nâng cấp được. Tại RAM của nó là nhìn các bạn nhìn cái bớt 4267 là chắc chắn là nó dính dây men. Không thể tháo ra được. Đó. Các bạn lưu ý nha. Đó nó chạy là cái hiệu RAM, cái loại RAM là LPDDR4 là loại RAM nó RAM on board, tốc độ cao. Thứ hai cái đặc biệt đó là cái màn hình nữa các bạn, màn hình 13.3 inch Full HD cộng đó, Full HD cộng tức là cái độ phân giải của nó cao hơn đó một một Full HD một xíu, đó là 1920 1200. Đó. Và các chạy các Iris Xe bạn, chạy các Iris Xe đây nha. Iris Xe. Chạy các Iris Xe. Ok, chúng ta qua cái ổ cứng nè. Cái phần ổ cứng này. Cái ổ cứng của em này thì nó chỉ có một khe để gắn SSD không ạ. Nó chạy SSD 512GB NVMe hiệu Kyocera. Đó. Thì SSD này cũng nâng SSD thì nó SSD rời các bạn. Nếu mà các bạn có nhu cầu nhiều hơn thì các bạn bỏ cái SSD 512 đi. Mà bây giờ chẳng lẽ 512 rồi nâng bao nhiêu nữa các bạn. Nếu nâng 1T thì bỏ 512 đi. Đó, còn không các bạn mua ổ cứng di động hoặc là các bạn lưu lên 5 mây. Đó, chứ là nó là SSD 512 đó và RAM 8GB mà. Em này á thì nó phù hợp vào nhu cầu là chúng ta là chỉ là thiết kế đồ họa 2D các bạn, như là chạy nguyên bộ Adobe vẫn được ha. Adobe vẫn được ăn như Photoshop, AI rồi là dư sức nha. Thứ tại vì là cái RAM của nó là RAM on board 8GB các bạn và cái nó chỉ chạy card Iris Xe và nó là i5 11320H. Có cái màn hình Full HD cộng đó. Quan trọng là có màn hình Full HD cộng để các bạn view hình ảnh lên ren lên đó thì hình nó sẽ thực tế hơn một chút xíu. Thì nó phù hợp với lại đồ họa 2D các bạn. Chứ còn như là chạy CAD hay là chạy như đồ họa xây bên xây dựng này kia hoặc là bên tự động hóa này kia thì các bạn phải chọn những cái dòng nào mà nó có card đồ họa và nó hầm hố hơn xí để nó tản nhiệt tốt hơn. Đó, em này thì theo mình nghĩ thì
Màn hình 13.3 inch Full HD cộng thì nó cũng không có nhỏ lắm các bạn. Các bạn nhìn thấy đây. Lý do là tại sao hiện tại là nhiều bạn nhìn vào là cảm giác nó nhỏ vậy, tại vì cái màn hình các bạn nhìn thấy nó là tràn viền các bạn. Nó tràn viền lắm, mà nó tràn không phải là tràn một phía mà nó tràn bốn bốn góc đó các bạn. Tất cả bốn góc nó đều cái hẹp cái đây này các bạn, cái nóc nó cái viền màn hình này nó tràn hết luôn, nó tràn ra ngoài luôn. Đó. Và cũng như là cái bàn phím này các bạn. Các bàn phím các bạn nhìn thấy cái bàn phím mà đó. À, nó tràn ra mép ngoài này luôn nè. Chúng ta sẽ cảm giác là cái bàn phím này rất là to nghe mà. Cái nút bàn phím rất là lớn tại vì nó làm rộng hết cỡ ra luôn. Đó, rất là hay. Một chiếc laptop mà i5-11320H luôn các bạn. Dữ dằn luôn. Một chiếc laptop tích hợp con chip chip mới nhất. Đó, và có đạt chứng nhận Evo luôn các bạn. Rồi giảm ánh sáng xanh không hại mắt. Dữ dằn luôn các bạn, có đèn bàn phím bảo mật vân tay. Đó, Windows 10 bản quyền á. Đeo hiện tại mình chưa thấy tích hợp Win 11 các bạn. Nếu các bạn nào mà em này thì up lên Win 11 là vô tư các bạn. Đây là cái mặt sau đó mà, mặt sau nè. Em này nặng, cân nặng theo tiêu chuẩn của Dell đưa ra là 1,25 kg. Cho 1,3 kg đây các bạn, cho 1,3 kg. Một chiếc laptop nặng 1,25 kg là quá tuyệt vời. Đó, đây là cái mặt phía sau các bạn. Đây là hai cái loa hai bên này. Đeo thì loa thì các bạn yên tâm nghe rất là hay nghe. Nghe to và rất là hay. À, cái cổng kết nối các bạn. Cái dòng này á, nó không dành cho nhiều cổng kết nối các bạn. Đó, nếu mà các bạn mua em này thì các bạn phải suy nghĩ lại. Tại vì là nếu mà các bạn thích di chuyển, thích làm, hoặc là nếu các bạn ở nhà, để ở nhà không á, mà kết nối nhiều vào cái cổng kết nối như tivi hay là USB rồi bàn phím rời này kia thì phải mua cổng chuyển các bạn. Các bạn phải mua cổng chuyển nha. Tại em này nó chỉ có đúng một cổng USB thôi. Và nó xài toàn là Type-C không. Đây các bạn, đây là cái nút nguồn. Đây là cái nút nguồn, nó xài bằng Type-C luôn. Và đây là cổng Type-C. Type-C này thì nó vẫn xúc nhanh được, nó mà sạc nhanh. Em này là sạc nhanh nha, cổng này sạc nhanh. Và khi chúng ta không sạc thì hai cổng này đều có thể xuất ra được nha các bạn. Hai cổng đều xuất được luôn. Đây là HDMI nè. Đó. Và bên USB nằm bên này nè các bạn. Đây. Nó chỉ có một cổng USB duy nhất. Đó. Nó mỏng quá các bạn, mỏng quá, nó chỉ là một cổng USB thôi. Đó. Vấn đề nằm đó các bạn. Đó. Ok, để mà xem trực tiếp hơn á, trải nghiệm trực tiếp hơn á, đối với dòng Dell Virtual 5310 các bạn, 5310. Đó, chip 11320H, RAM 8, SSD 512, màn hình 13.3 Full HD cộng. Em này là có Full HD cộng luôn á các bạn. Đó. Đạt chuẩn Evo, pin khá là lâu, có đèn bàn phím bảo mật vân tay. Đó. Cân nặng 1,25 kg. Có Windows 10 bản quyền luôn. Em này có Office bản quyền luôn các bạn. Có Office bản quyền và Win 10 bản quyền, và kèm theo Office Student 2019 bản quyền nha. Và cái Office 2019 á, là Office sinh viên các bạn. Nếu mà các bạn mua để mà có xài Outlook á, thì cài thêm. Tại vì cơ bản là nó chỉ có PowerPoint, Word với lại Excel thôi nha, còn Outlook không có. Ok, để xem trực tiếp hơn thì các bạn cứ đến laptop 123 trải nghiệm trực tiếp và xem trực tiếp nha. Hiện tại thì 5310, 5410 và 5510 là đang trên đường, cũng như là đang có sẵn tại kho về của laptop mà về rất là nhiều các bạn. Ok, rồi xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều.